Trồng rừng gỗ lớn có thời gian chăm sóc, khai thác rừng lên gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với trồng rừng gỗ nhỏ. Nếu trồng rừng gỗ nhỏ, thời gian trồng chỉ từ 5 đến 7 năm, thì trồng rừng gỗ lớn, chu kỳ kéo dài từ 12 đến 15 năm hoặc lâu hơn. Vì vậy, cây gỗ thường có kích thước lớn với đường kính từ 20cm trở lên và có chất lượng tốt. Rừng gỗ nhỏ khi khai thác chỉ có thể bán làm dăm gỗ cho giá trị thấp. Nhưng với rừng gỗ lớn, do gỗ có đường kính lớn nên được bán theo giá gỗ sẻ, giá gỗ chế biến cho giá trị cao. Chất lượng gỗ đáp ứng cho chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm có giá trị. Trồng rừng từ năm 1992. Đến nay, sau hơn 20 năm gắn bó, rừng đã và vẫn đang đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình ông Khánh. Cái việc trồng rừng nó đưa lại hiệu quả rất cao cho bản thân gia đình tôi. Cái hiệu quả nó cao hơn các cây khác. Một năm thì ví dụ bình quân một hát là nó cũng gây được khoảng độ 50 triệu một hát. Với 4,3 hectare rừng, chủ yếu là trồng cây gỗ mỡ, mỗi năm cũng mang đến cho gia đình ông Khánh hơn 200 triệu đồng. Một con số không nhỏ với những người dân ở huyện miền núi Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang. Theo chia sẻ của ông Khánh, để thu được giá trị cao như vậy là do toàn bộ diện tích rừng của gia đình ông đều là rừng gỗ lớn, được gia đình trồng hơn 10 năm. Vì vậy, cho gỗ to, già, chất lượng tốt nên có giá bán cao hơn so với các hộ trồng rừng gỗ nhỏ. Thì những cây mỡ này thì cứ tầm trên chục năm chúng tôi khai thác. Nếu mà thời gian nó để lâu từ 12 đến 14 năm thì cái giá tiền nó sẽ vênh với cái giá mình khai thác non từ 6-7 năm nhiều. Đấy, nó vênh nhiều. Vì cái gỗ cứ càng to thì cái vênh nó càng cao. Thì người ta mua cái đầu vào nó cao hơn cái gỗ non. Sản xuất cây gỗ lớn nó rất là hiệu quả. Một hectare gỗ nguyên liệu thì chỉ khoảng 3% là gỗ lớn thôi. Còn 7% là gỗ nguyên liệu. Nhưng nếu gỗ lớn chúng ta kéo dài thêm 3 hoặc 4 năm thì cái lượng gỗ lớn trong một cái hectare này nó sẽ là ngược lại. 70% sẽ là gỗ lớn và 30% là gỗ nguyên liệu. Và giá trị của gỗ lớn ấy, khi mà bán trên thị trường thì gấp đôi giá nguyên liệu. Ví dụ giá nguyên liệu 1 triệu 2 thì giá gỗ lớn là khoảng 2 triệu 4. Thì đấy là một cái mà cái hiệu quả nó rất là rõ rệt. Ông Khánh là một trong rất nhiều hộ dân đang triển khai trồng rừng gỗ lớn hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiện tại, toàn tỉnh Tuyên Quang có trên 76.500 hectare diện tích rừng trồng gỗ lớn thuộc top đầu cả nước. Có được kết quả ấn tượng đó là do tỉnh Tuyên Quang đã sớm triển khai quy hoạch 3 loại rừng, phê duyệt quy hoạch vùng cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến lớn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp để phát triển rừng gỗ lớn. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang đang có song song hai cái chính sách. Một là hỗ trợ cây giống chất lượng cao để giúp bà con là trồng rừng gỗ lớn ngay từ đầu, và cái chính sách cho vay vốn để chuyển hóa từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Thì đấy là nó có hai cái bước. Cái bước ngay từ đầu thì ta hỗ trợ bằng cây giống, cái bước thứ hai là chuyển hóa từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn thì cho vay 70 triệu một hectare và là hỗ trợ lãi suất 50%. Là một tỉnh miền núi phía Bắc, Tuyên Quang có điều kiện sinh thái rất thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp. Tăng trưởng bình quân của ngành lâm nghiệp tỉnh đạt trên 8% một năm, giá trị sản xuất gần 2.000 tỷ đồng một năm, tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động, đóng góp đáng kể cho việc nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân. Để ngành lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, có giá trị kinh tế cao và góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn, phấn đấu đến năm 2025, diện tích rừng gỗ lớn của tỉnh đạt 89.000 hectare. Do rừng gỗ lớn có thời gian trồng kéo dài trên 10 năm, vì vậy cây giống đóng vai trò quan trọng quyết định đến hiệu quả của rừng trồng. Việc sử dụng giống tốt, phù hợp với điều kiện lập địa, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng sẽ giúp rừng sinh trưởng đồng đều, thân thẳng, ít cành nhánh, chống chịu được với sâu bệnh. Rừng sẽ cho năng suất cao, chất lượng tốt và ổn định. Để trồng rừng gỗ lớn, bà con nên lựa chọn trồng các giống keo lai, các giống keo lá tràm, các giống keo tai tượng, bạch đàn Uro và các giống lai với bạch đàn Uro. Các loài cây bản địa
theo từng vùng sinh thái.